Thưa quý vị, 2 triệu đồng một ký lúa giống nguồn gốc từ Thái Lan sau giảm giá còn 50.000 đồng. Đó là giống lúa có tên là Thiên Đàng, được cho là không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật, vẫn kháng sâu bệnh, năng suất khá và được thu mua với giá cao. Những tưởng nông dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ vui vì có thể làm giàu từ giống lúa mới, thế nhưng hầu hết bà con đều đang lo lắng. Đây là giống lúa do công ty trách nhiệm hữu hạn giống lúa Thiên Đàng, trụ sở ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, ký hợp đồng cung cấp bao tiêu cho nông dân. Thay vì đem đến cảm giác an yên như tên gọi, thì nó đang khiến nhiều người lo lắng. Bởi sau khi mua giống của công ty với giá lên đến 50.000 đồng một ký, rồi canh tác theo hướng an toàn như được hướng dẫn, đến lúc sắp thu hoạch thì nông dân mới dở lẽ ra là giống Thiên Đàng chưa được cấp phép lưu hành. Bây giờ lo lắng là công ty không biết nó có qua thu mua lúa mình lại hay không, hay là nó bỏ đây, tôi cũng đang lo vụ này nè, cũng chưa biết sao đây. Nó không cho là xịt thuốc, cho nên tôi không xịt thuốc nữa thì năng suất nó không có. Nỗi lo trên là có cơ sở, bởi mới đây, 22 hectare lúa Thiên Đàng lập theo hợp đồng của nông dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng đã không được công ty thu mua theo cam kết. Thay vào đó là yêu cầu nông dân tự bán và hứa sẽ bù thêm phần lợi nhuận sao cho tương đương với mức giá mua 8.000 đồng một ký mà công ty đã chốt ngay từ đầu. Nhưng đến nay, công ty vẫn chưa làm đúng hứa hẹn. Là không được 2 triệu là công ty sẽ bù lỗ cho được 2 triệu. Nếu như mà công ty mà không bồi thường thì nông dân cũng khổ. Cái giống Thiên Đàng này cũng chưa có được nằm trong cái danh mục cái giống lúa mà được phép lưu hành tại Việt Nam. Sẽ làm cái thơ mời cái công ty Thiên Đàng này để làm việc. Tại Đồng Tháp, trong vụ đông xuân đã có hơn 60 hectare gieo trồng giống lúa Thiên Đàng. Bước sang vụ hè thu, có thêm huyện Châu Thành với diện tích khoảng 15 hectare. Trước đó tại An Giang, diện tích sản xuất giống lúa này cũng sắp xỉ 270 hectare.